Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like, thả cho em Lâm một quả tim nha anh chị ở dưới cái phần bình luận nha. Thì anh chị nhà đầu tư thấy là cái giai đoạn này của thị trường nó khá là khốc liệt đúng không anh chị? Nó khá là thảm sát anh chị, thảm án nhà đầu tư. Thì mình nhớ lại những cái giai đoạn trước khi mình mới tham gia vào thị trường, mình cũng gặp với thị trường nó giống như như giai đoạn này. Năm 2017 anh chị khi tham gia vào thị trường thì mình còn ngơ ngác đó anh chị, nói chung là cứ đầu tư vào rồi lúc đó thì cứ nghĩ mình là nhà đầu tư dài hạn không à, cứ mua mua xuống tới một lúc nào đó mình cứ cảm giác như là mình bị kiệt quệ, cái cuối cùng là mình phải cắt lỗ ra và lúc đó thị trường nó hồi nó lên trở lại anh chị, nó hồi nó lên trở lại và mình không biết tại sao mà khi mình bán ra thì thị trường nó lại hồi nó đi lên, và có phải là thị trường nó đang canh me của mình hay không. Lúc đó mình cũng rất là bực mình đối với thị trường, rất là đau khổ đối với thị trường, tại vì lúc đó mình nghĩ thị trường tài chính cứ mua vào nắm giữ là có lợi nhuận thôi. Thì nên qua cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn thua lỗ khá đau. Tới năm 2019 thì sau cái đợt sập đó thì qua đến cái năm 2019 anh chị thì nó lại đi ngang anh chị, nó đi ngang và lúc đó chẳng kiếm được tiền, nói chung là chỉ kiếm được 5-6% cho đỡ đỡ đói thôi. Lúc đó thì mình trading thì cũng kiếm được tiền, nói chung là vài phần trăm là đã bán rồi anh chị, vài phần trăm là phải bán rồi. Chứ lúc đó ít người, ở giai đoạn đó thì thanh khoản thị trường khá là thấp. Sau đó là đến năm 2020, cuối năm 2019, mình nhớ cuối năm 2019 lúc đó mình ăn Tết anh chị. Thì cuối năm 2019 đó, nó có cái giai đoạn là có một số mã cổ phiếu ví dụ như BIDV rồi gần tới cuối năm thì nó tăng được, nó tăng đâu đó là 10-10 mấy%. Thì mình nhớ là lúc đó mình mua BIDV vô khá sớm, tuy nhiên thì mình chốt lại nó vội vàng anh chị, không mấy %, là mình chốt rồi tại vì ăn quen theo những cái giai đoạn trước á. Tới giai đoạn đó chốt thì cuối năm cũng không có cái gì, không có gì đột biến lắm và vẫn cứ giao dịch bình thường thôi. Lúc đó bắt đầu tăng nắp lên anh chị, nó bắt đầu tăng nắp lên thì tới đầu cuối năm 2019 thì bắt đầu là có câu chuyện dịch. Thì nghỉ Tết xong thì mình cũng nghĩ là thị trường nó bình thường thôi đúng không, lúc đó phản ứng tương đối chậm. Nhưng sau này khi mình nhảy ra khỏi thị trường anh chị thì cái độ sáng của mình nó cao hơn. Lúc mà qua Tết thì chưa kịp bán, một hai phiên đầu thì chưa bán đâu anh chị, nhưng bắt đầu thấy xấu quá thôi kêu bán ra để mà nghĩ coi thử tình hình dịch bệnh nó như thế nào đã, tại vì lúc đó mình thấy nó cũng khá là căng cái là mà bán ra. Thì tới khu vực đâu đó mình nhớ là 700 mấy mình có vào mình bắt đáy một lần, nhưng bắt không trúng anh chị, bắt không trúng, lúc đó thị trường nó lại trôi tiếp, trôi xuống phía dưới nữa. Thì tới cái giai đoạn mà 650 lúc đó mình chưa bắt đáy đâu, nó hồi lên một đoạn thì mình đồng vào trở lại. Đầu tiên là những con như là DBC rồi, thì lúc đó thì heo nó khá là hot. Và cái giai đoạn mà khi mà dịch bệnh xảy ra anh chị, không ai nghĩ tới dầu khí ấy, tại vì lúc đó dầu khí nó về âm luôn, cổ phiếu dầu khí thì nó lao khá mạnh, xuống dốc khá mạnh. Sau cái đợt đó thì tới cái giai đoạn từ năm 2020 tới 2021 thì mình kiếm rất là nhiều tiền, tại vì lúc đó thị trường nó quá dễ kiếm anh chị. Lúc đó mình bơm nắp vô khá là nhiều, mượn thêm anh em để mình bơm vào, thì lúc đó mình trúng khá là nhiều ở cái năm 2020-21. Sau cái đợt thảm kịch đó vậy thì sau những cái giai đoạn khó đó thì bắt đầu mình tích lũy được một cái lượng tiền tương đối, không? Đối với mình thì tương đối, có thể với anh chị nhà đầu tư nó nhỏ. Thì lúc này thì vào cái giai đoạn 2022, thì cái giai đoạn 2022 là một cái giai đoạn mà anh chị thấy là thị trường nó sập rất nặng. Thì cái may mắn của mình đó anh chị, đó là những cái giai đoạn đầu thì khi mà thị trường đi xuống á, có là mất trở lại đối với thị trường nha anh chị. Tuy nhiên là sau này là đứng ở ngoài quan sát thị trường anh chị, là cái thời gian mà đứng ở ngoài quan sát thị trường nó lâu và mình không có mò đáy, giai đoạn đó là ít khi mò đáy lắm, chỉ có thăm dò ví dụ như một ít thôi, nhảy vô sell coi thử thị trường nó như thế nào thôi, nó tụt luôn thì mình bỏ. Nhưng mà giai đoạn đó là giữ tiền cũng tương đối tốt. Tới cái năm cái đợt mình nhớ là tháng 10 tháng 11 rồi cuối năm 2022 thì bắt đầu tham gia vào mạnh trở lại. Thời điểm đó thì mình đang ở Đà Lạt cũng như là đang ở Đắk Lắk, nhớ những giai đoạn đó. Thì khi tham gia vào lại đối với thị trường anh chị, giai đoạn đó mình tham gia ví dụ Hoa Sen, FTS rồi Gil là một trong những mã phiếu mình bắt đầu tiên. Trong đó là mình đang live stream trực tiếp với anh chị nhà đầu tư luôn, mình nói mình vô Hoa Sen. Bữa đó Hoa Sen nó tụt luôn anh chị, nó đang xanh, nó đang từ dưới nó xanh lên, mình vô cái nó tụt luôn. Xong đó hôm ngày mai, sáng ngày mai nó tụt nữa, sau đó bắt đầu là thị trường tạo đáy. Những giai đoạn đó là bắt đầu thị trường nó tạo đáy đi lên thì mình kiếm được từ đó tới giai đoạn này. Nhiều nhất thì trong giai đoạn vừa rồi gồng nhiều nhất thì chỉ có DG là được nhiều nhất, trọn sóng luôn anh chị, tận từ chân tới
tới đầu luôn, tại mình bán xong thời gian là con DXG nó cũng xuống rồi. Chứng khoán thì cũng khá ok, nói chung là có tiền. Giai đoạn này thì anh chị nhà đầu tư thấy cái sự biến động của thị trường thì nó làm cho gì anh chị, nó làm cho cái thành quả trong cái giai đoạn vừa rồi thì nó có phần hao hụt đi khá là nhiều ạ. Tuy nhiên thì anh chị nhà đầu tư thấy là cứ mỗi lần mà thị trường giảm điểm anh chị thì cơ hội để thị trường nó quay lại nó khá là nhiều, và mình cũng là một trong những người từ năm 2017 đến giờ rồi anh chị, và chắc mà tâm sự thật với anh chị nhà đầu tư luôn là mình kiếm được tiền có tới mình chơi những cái bộ môn thể thao như golf đồ này nọ là nhờ vào chứng khoán hết. Còn nếu như mình làm công ăn lương ở bên ngoài thì rất là khó, tuy nhiên nó nhờ vào cái thị trường chứng khoán nhiều và mình kiếm được tiền ở trên cái thị trường tài chính này, nó giúp cho mình cái đời sống cũng như cuộc sống của gia đình mình khá giả lên. Thì tới những giai đoạn này mình nói anh chị nhà đầu tư là ai cũng phải gặp trải qua thôi, anh chị vào sớm hay vào muộn, hoặc là một số anh chị nhà đầu tư theo dõi mình những cái năm trước là khi mà năm 2022 sụp, mình chỉ có nói với anh chị một câu thôi, đừng bao giờ chết trước ngưỡng cửa thiên đường. Là sao anh chị? Là đừng bao giờ mất hết tất cả khi thị trường quay trở lại. Nó giống như giai đoạn này, này. Mình bảo đảm với anh chị nhà đầu tư giai đoạn này chắc chắn được tới mình sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Tại vì khi cái thị trường nó giảm điểm sâu thì cái giá mặt bằng cổ phiếu nó sẽ thấp xuống. Lúc này nó sẽ vượt qua thấp hơn cái giá trị thật của nó rất là nhiều, và có một số mã cổ phiếu X23 nó sẽ xuất hiện lên. Thì chỉ cần chúng ta quan sát theo dõi mà dồn lực vào những cái mã cổ phiếu đó trong khi nó thị trường nó có cơ hội thôi. Còn ở những giai đoạn như thế này thì một anh chị phải nằm im, nó giống như cái giai đoạn vừa rồi mình có làm cái video cho quý anh chị nhà đầu tư rồi, là đừng có bán ra sau đó là đi bắt đáy trở lại sớm, đúng không chị? Đừng có mò đáy, tại vì anh chị mò đáy anh chị chết. Tại vì mình khi mình thua lỗ anh chị là mình có một cái chuỗi dây chuyền thua lỗ rất là nặng, một chuỗi dây chuyền thua lỗ rất là nặng. Mình đang đen mà, mình động tới đâu nó cũng đen hết, mình rờ tới đâu nó cũng đen hết, mình phải dừng lại, mình phải quan sát. Mình đừng có hôm nay bán rồi chiều hôm nay lại mò đáy, sáng hôm nay thấy thị trường xanh lên mình lại vào, chiều hôm nay thị trường nó sập xuống tiếp tục lỗ. Thì cái quan trọng nhất không phải là 20 30% về được hết. Mình nói anh chị nhà đầu tư nào, anh chị nào mà theo mình từ cái năm 2002 tới bây giờ anh chị lỗ tầm 40% 45%, chính mình là người đã hỗ trợ anh chị nhà đầu tư về bờ trong giai đoạn vừa rồi và có lại lợi nhuận, thì anh chị để lại cái phần bình luận bên dưới để cho nhà đầu tư có thể là biết được. Thì mình nói anh chị nhà đầu tư trong bất cứ một cái giai đoạn nào đó anh chị nhà đầu tư có thể thua lỗ nặng, nhưng khi thị trường quay lại thì anh chị nhà đầu tư phải có mặt với thị trường, đừng bao giờ chết trước ngưỡng cửa thiên đường. Tại vì thị trường nó xuống anh chị, nó phọt sale anh chị thấy là nó không có thông tin gì hết, nhưng mà sức cầu nó yếu và cái lượng margin á, anh chị thấy nó cứ phóng ra, nó cứ đẩy ra, những người mà họ không chịu cắt margin ra anh chị, nó cứ ép những người này bán ra, bán ra thì nó sẽ mua lại thôi. Anh chị cứ để ý, sắp tới là tự doanh với lại khối ngoại người ta lại mua trở lại, người ta lại mua trở lại rất là nhiều trong những cái giai đoạn thị trường xấu. Có thể người ta mua một cái biên dao động có thể 50 điểm luôn, anh chị thấy người ta mua nó giảm 50 điểm nữa vẫn thấy người ta mua vào, người ta sẽ mua trong biên độ đó, mua trong biên độ đó, người ta có khối lượng tiền lớn, người ta bắt đầu người ta tham gia vào lại, ở trên thì người ta bán ra. Thì mình làm sao đó mình phải cố gắng là được tới này, thứ nhất là sức mua của mình nói chung nó phải ở vị thế tốt để mình có thể mua trở lại. Và trong những thời điểm như này anh chị nhà đầu tư thấy thị trường nó đang tiếp cận lại khu vực là 1084, có thể nó sẽ một vài ví dụ phiên ngày mai đáo hạn phái sinh ngày mốt có thể thị trường nó hồi lên, nhưng nó vẫn đang trong một xu hướng giảm mạnh và khả năng 1184 này cũng rất khó để mà hỗ trợ được cho cái thị trường của mình, nên thành ra anh chị phải từ từ, phải bình tĩnh, đừng có mò. Ví dụ như sáng hôm nay anh chị mò, chiều hôm nay vô ATC nó mò, đợt này nó quấn ATC không mình đánh đâu được đâu, mình phải cố gắng làm sao đó. Ok bây giờ mình thua lỗ đi, mình viết hết ra giấy cho em, anh chị gửi qua đây, à ok đợt này anh chị thua lỗ bao nhiêu đây nè Lâm ơi, em tính làm sao đó để mà hỗ trợ anh chị nhà đầu tư về bờ, anh chị phải cho em thời gian, phải cho thời gian từ đây thêm vài tháng tới. Thì mình nghĩ là phải qua tới tháng 11 bắt đầu thị trường nó mới tạo đáy, đầu tháng 11 thì thị trường nó mới tạo đáy nó đi lên trở lại được, nên thành ra phải cho một cái thời gian. Và cũng như là mọi người cứ liệt kê hết ra, mình sẽ giúp anh chị nhà đầu tư miễn phí, tại vì mình giao dịch mình sẽ cố gắng làm sao đó mình cho đi mình sẽ nhận lại được trên cái thị trường tài chính này. Cái thật sự là cái tiền của anh chị nhà đầu tư anh chị mất, nhưng mà đối với bản thân mình rất là đau lòng, tại vì thị trường nó nát như thế này thì nói chung là một cái người mà có tâm huyết trên thị trường anh chị, nó giảm điểm là tốt, tại nó giảm điểm đi xuống nó càng xuống sâu thì càng ngon. Nhưng cái người tâm huyết như mình mà thấy thị trường như thế này anh chị nó khó khăn, nó chỉ cần ổn định thôi để cho anh em mình có một cái chỗ để mà có thể là ổn định thôi, còn bây giờ nó mất đi cái sự ổn định thì rất khó, đúng không?
thị trường nó xuống vì cái gì, nó sẽ lên vì cái đó, vì hút tiền trong giai đoạn sắp tới thì ngưng hút tiền, đặc biệt là vấn đề lãi suất anh chị. Vấn đề lãi suất nó đang nhạy cảm với vấn đề lãi suất, tại vì nó lên được là gì, là chính sách tiền tệ tốt, nhưng nếu như bây giờ nó sập như thế này thì chính sách tiền tệ của mình đang có sự thay đổi sợ là bất ngờ, nên thành ra nhà đầu tư họ luống cuống trong giai đoạn này, mình phải chấp nhận. Và chắc chắn nếu như mà anh chị tổng kết lại gửi danh mục qua thì mình sẽ cố gắng làm sao đó giải quyết đi cùng với anh chị đầu tư. Anh chị riêng mình ở đây mình nói chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư luôn là nếu như anh chị nhà đầu tư nào mà nhắn tin như mình ở trên Zalo vô tình mà nó bị troll anh chị, tại vì Zalo bây giờ nó rất là dở, là sao cứ lên cái là nhiều người nhắn quá là nó trôi, hoặc là cái tin đó nó đã mở ra mà chưa có đọc, nên thành ra khi mà anh chị nhà đầu tư thấy mà không nhắn được nhá cho mình một cái đúng không? Anh chị nào mà cần hỗ trợ thì nhớ kết bạn với mình thì mình mới trả lời anh chị nhà đầu tư được, chứ anh chị nhà đầu tư nhắn qua không kết bạn thì mình cũng không biết là ai để mà hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư hết. Anh chị mình rất là tâm huyết với thị trường và mình chắc chắn được tới nay sẽ kiếm được rất là nhiều lợi nhuận ở trên thị trường này. Thị trường nó càng đi xuống nó càng nát, nó càng giảm mạnh thì cơ hội mặt bằng giá cổ phiếu phải có, những mã cổ phiếu BSI nó mới có giá mười mấy ngàn chứ đúng không chị, mình mới có tiền mình mua vào, nó lên được 40 ngàn thì anh em mình sướng đúng không, rồi cái cơ hội cũng sẽ tới, cứ từ từ bình tĩnh. Nhưng mà đợt này làm sao đó đừng mò đáy, đừng mò đáy nhé anh chị, đáy là một cái giai đoạn mà nó rất là dễ nhận diện, đừng có nghĩ đáy. Đáy là những người mà họ bắt đáy, họ không dám hô bắt đáy nữa thì lúc đó mới gọi ra đáy. Giai đoạn này cứ bình tĩnh, đáy thì mình sẽ chỉ cho anh chị nó có phân kỳ đảo chiều xác nhận xu hướng đâu đàng hoàng, chứ không phải là đùng đùng cái là có đáy đâu nha. Nên tình hình cái này bắt đầu từ từ. Tuy nhiên thì mình sẽ bảo đảm cho quý anh chị nhà đầu tư là nếu như anh chị nhà đầu tư nghe mình cố gắng chậm lại từ từ trong giai đoạn này, có thể có hàng trong danh mục và có thể có tiền trong danh mục, nhưng anh chị chậm lại một tí thì trong giai đoạn sắp tới bảo đảm anh chị nhà đầu tư sẽ về bờ. Nhưng nếu như anh chị nhà đầu tư nóng ruột và anh chị nhà đầu tư mất đi cái tinh thần chiến đấu ban đầu thì chắc chắn anh chị nhà đầu tư sẽ bị thị trường đào thải. Những cái giai đoạn mình là một trong những người sống sót mà cái thời kỳ năm 2007 nó mới khốc liệt, nhưng mà những cái năm gần đây thị trường nó rất khốc liệt và mình là người tồn tại và kiếm được nên tiền trên thị trường, và anh em mình kiếm được tiền trên thị trường, thì mình có thể chia sẻ cho anh chị như vậy. Đừng có nóng vội, bán ra rồi thì phải quan sát từ từ chờ, hoặc là nghỉ ngơi xả hơi, tại vì lúc đó anh chị nhà đầu tư mà thấy thị trường nó hồi 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 lên bay vô trở lại được, nó chiều nó tụt xuống, tại bây giờ nó quýnh giờ 2:30 không, chiều nay mình có nhắn anh chị nhà đầu tư nó giống như 2 năm 2022, nó chưa có cái đợt phục sell, nó chưa có được phục sell, nó chưa có cái đợt tụt vì phục sell nha anh chị, nó cứ về tầng cuối giờ là nó bị tụt xuống, nó giao dịch một ngày bình thường vậy, nó tích lũy không lên được nha anh chị, tới gần gần cuối giờ một cái tự nhiên đùng một cái khối lượng lớn ào ra nó bán xuống. Và hiện tượng này thì nó chỉ có một vài phiên hôm nay thôi, nhưng mà rồi nó sẽ kéo dài và cái này nó sẽ chấm dứt, thị trường nó ổn định đi lên. Chú ý cho mình là đầu tháng 11 này là cái chính sách của Fed người ta ra, sau đó Việt Nam mình sẽ có chính sách tiền tệ ổn định, thì cuối năm này nó sẽ có một sóng để cho anh chị gỡ. Còn nếu như chính sách tiền tệ còn căng quá thì khả năng thị trường có thể sẽ tìm tới những cái vùng giá cân bằng và nó đi ngang thôi, đi ngang. Em nghĩ hy vọng là tháng 11 này. Anh chị thấy ngày 10, 17, 18 mình nói anh chị, nó không nổ lên được nó nổ xuống, giao dịch rất mạnh đúng không? Đúng ngày 17, 18 luôn mà nó không lên được anh chị, nó có một cái tín hiệu mà nó không bắt được mà trúng 2 ngày này là cái ngày gãy luôn, kinh khủng khiếp thật sự đúng không? Nó không rách lên trên mà nó rách xuống dưới, nổ bánh chành. Ok thì cứ bình tĩnh thôi, và mọi người cứ nhắn tin gọi điện tâm sự của em nha, đừng có lo lắng. Mình đã nói chuyện đầu tư là có những giai đoạn là nó cũng thảm khốc hơn, có những giai đoạn là bù đầu bù tóc luôn đó. Nhưng mà sợ nhất là gì, mình sợ nhất là cái này nè, là ví dụ như anh chị có 1 tỷ đi, anh chị mới đầu anh chị thua lỗ 200 đó, anh chị thấy đau quá, ok bây giờ thua lỗ 200 đâu, bắt đầu anh chị đầu tư mua bán lại, cái nó lại lỗ thêm 200 nữa, lúc còn là 600. Nhưng cái quá trình này nó diễn ra rất nhanh mà mình không nhận diện ra được, tới một giai đoạn nào đó khi mình phát hiện ra thì mình còn 200 triệu, 200 triệu mà để mà lấy lại 1 tỷ đó là cái cuộc hành trình rất là khó. 600 triệu để lên 1 tỷ nó rất là nhanh, anh chị phải hiểu cái điều đó, phải hiểu cái điều đó nha anh chị, nó rất quan trọng, rất quan trọng. Em Lâm thì sẽ luôn đồng hành với anh chị nhà đầu tư, tiếc là giai đoạn này mình đang có việc gia đình anh chị, mình cứ đi hoài nên thành ra là không livestream trực tiếp. Sáng nay livestream lên TikTok thì cuối cùng nó bị nghẽn mạng, nó rớt sập luôn, bật hết cả mình anh chị. Cố gắng là tới tuần tới này mình sẽ vào Sài Gòn lại và để tập trung lại với anh chị nhà đầu tư nha, cố gắng. Có gì thì cứ điện thoại alo với em, đợt năm 2022 mình nhớ là anh chị cứ gọi điện cho mình 1-2 giờ sáng
mình cứ 1-2 giờ sáng mình trả lời anh chị nhà đầu tư bình thường thôi. Đối với em thì làm sao giúp được anh chị nhà đầu tư chính là giúp cái bản thân mình, và làm sao mà thị trường càng ngày càng tốt lên, anh em mình càng ngày càng tốt lên, anh em mình càng ngày càng giàu có lên, thì đó là cái nhiệm vụ chính của em. Đó là em nói từ cái bản thân, cái tâm của mình nha anh chị. Cố gắng làm sao đó vượt qua giai đoạn khó này, đừng có quá bi quan, đừng bao giờ chết trước ngưỡng cửa thiên đàng. Thị trường đi xuống nó sẽ đi lên rất mạnh, thị trường giảm càng mạnh nó sẽ đi lên càng mạnh, nó giống như cái đợt nhịp mà hồi trước vừa rồi đó, giống như cái nhịp hồi chỗ này vậy không, nó chạy một cái thôi tầm 3 tuần là nó lên tới khu vực này, bao nhiêu tăng bao nhiêu điểm anh chị, rất là kinh khủng luôn đúng không anh chị. Phải chờ cái thời điểm này nó xuống tới khu vực bao nhiêu 870 mấy, nó lên lại một cái, nó lên có 3 tuần anh chị nhau tôi thấy nó lên tới một mấy trăm điểm. Thì cái chỗ này lên chỗ này thì nhiều cổ phiếu nó đã tăng mấy chục phần trăm đó, mình cứ cù cưa đối với thị trường, cái thị trường nó bật lên trở lại được mấy chục phần trăm, đó là cơ hội rất lớn cho anh em mình bình tĩnh từ từ nha anh chị. Còn bây giờ mình cứ đu đu nó cứ tụt 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 hoài à. Cái hồi lại nó tụt xuống, hồi lại tụt xuống, nhưng xác nhận đánh cái nó bật lên được, bắt đầu từ cái điểm giá này tới cái điểm giá này anh chị nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận và có thể ít 2-3 tài khoản. Thì giai đoạn này thị trường đi xuống lúc nào nó cũng đi lên trở lại anh chị, bình tĩnh nha anh chị. Đợt này thì đừng có mò, từ từ hả mò nhé, từ bình tĩnh đừng có mò, chờ thêm xíu nữa, có còn hàng trong danh mục đó thì cố gắng chờ thêm xíu nữa, tổng kết lại nha anh chị, tổng kết lại ghi trong cái tờ giấy á. Ok bây giờ lỗ 20% này, ok tổng kết lại giờ lỗ 20%, chờ 20% là đơn giản anh chị, 20-30% đơn giản, cơ hội tới là được. Sợ nhất là khi mà 20-30% rồi bắt đầu mình mò bắt đầu là từ 20-30% nó lỗ lên tới 40-50% á, cái khó xử lý thôi. Mà 20-30% mình đơn giản trong một cái nhịp bình tĩnh anh chị, có thể anh chị nhà đầu tư mà trúng một cái nhịp chỉnh á, anh chị ôm hàng luôn á, từ cái vùng đỉnh xuống dưới này luôn á, anh chị lỗ cho lỗ nặng đi 40% đó, 40%. Nhưng anh chị nhà đầu tư cứ bán nhảy, anh chị sẽ lỗ cháy tài khoản luôn, bán ra nhảy vào, tại vì lúc đó mình cứ cứ mong muốn là gỡ gì gỡ lỗ, nhảy ra bán, nhảy ra chết. Thì trong giai đoạn này mình nghĩ là thị trường nó cũng sắp rồi, đâu đó là ngày 18 rồi, thì tới đầu tháng 11 thì khả năng rất cao thị trường nó sẽ có đáy quanh khu vực này, dòng dốc toàn lực đánh trong cái trận này nha anh chị. Và mình theo dõi những chính sách trong giai đoạn sắp tới để mà có thể tìm kiếm cơ hội tham gia vào. Ok, và lưu ý cho em cái vấn đề này thôi, mọi người cố gắng vượt qua nha, từ từ mọi sự chuyện nó sẽ ổn anh chị. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn mọi người vào những cái video sắp tới nha anh chị.